bị bắt cóc. Chúng nó tống tiền tôi. Các cậu phải tìm nó về cho tôi. Việc của bà liên quan đến mạng người cho nên chúng tôi sẽ ưu tiên giải quyết trước. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng trở lại trong chương trình Mỗi Tuần Một Chuyện. Và như thường lệ thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay một vị khách mời vô cùng đặc biệt, mà chắc hẳn là qua những đoạn clip vừa rồi quý vị đã phần nào đoán được người đó là ai rồi phải không ạ? Vâng, xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ, điển trai, đa tài Quang Minh, người vẫn thường được khán giả nhắc tới với cái tên thân thuộc Minh Tít. Minh Tít xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Chuyện. Được biết anh Minh Tít là một diễn viên tốt nghiệp từ khoa diễn biên kịch điện ảnh của trường đại học sân khấu điện ảnh. Vậy thì sau khi tốt nghiệp, cái vai diễn nào đã đưa anh tới gần hơn với khán giả công chúng? Anh còn nhớ điều đó không ạ? Khi mà tốt nghiệp trường đại học sân khấu điện ảnh xong thì Minh Tít rất may mắn khi mà được nhà hát kịch Hà Nội nhận về công tác. Thì cũng phải sau 1-2 năm sau thì bắt đầu là Minh Tít mới có những lời mời đi tham gia đóng phim. Vai chính đầu tiên trên phim truyền hình đó là vai Mr. Mao trong phim Sát Thủ Online 24 tập. Thì đấy là cái vai diễn đầu tiên mà Minh Tít đảm nhận vai chính. Người ta vẫn thường nhắc tới cặp bài trùng Minh Tít Trung Ruồi, nhưng trong thời gian gần đây hai anh rất ít khi xuất hiện cùng nhau trong những bộ phim. Vậy phải chăng là hai anh đang có những hướng đi riêng cho mình trên con đường nghệ thuật? Chắc chắn rồi, mỗi một giai đoạn, mỗi một cái thời điểm thì lại luôn luôn có kế hoạch riêng cho mình. Thì Minh Tít đang muốn hướng đến dạng phim nhiều hơn. Nhất là Minh Tít đang chú trọng vào một thể loại phim, đó là phim võ thuật hài hành động. Cũng rất là may mắn khi mà 1-2 sản phẩm tung ra, những sản phẩm mặc dù là đầu tiên thế nhưng mà được sự ủng hộ của rất nhiều các anh em, bạn bè cũng như là tất cả các khán giả vẫn đang theo dõi Minh Tít. Đấy là một cái điều mà Minh Tít cũng rất là vui mừng. Anh Minh Tít là một nghệ sĩ rất tài năng, ngoài vai trò là một diễn viên thì hiện nay anh còn tự tay sản xuất ra rất nhiều những bộ phim hay, và điển hình gần đây nhất là anh đã cho ra mắt những tập đầu của series hài võ thuật Tít Thỏ Lò. Vậy thì em muốn hỏi anh là trong cái quá trình làm ra bộ phim này, anh cũng như ekip làm phim có gặp phải nhiều những khó khăn gì không ạ? Chắc chắn rồi, khó khăn thì phải nói là nhiều lắm, lúc nào cũng có khó khăn. Ngay từ đầu các bạn có thể nhận ra được nó là một cái series, cái thể loại rất là quen thuộc mà trước đây Minh Tít vẫn thường làm, nó ở Kem Xuôi hay là Loa Phường. Thế tuy nhiên ở trong cái phiên bản Tít Thỏ Lò này thì Minh Tít có nâng cấp thêm một chút, đó là Minh Tít sẽ pha thêm những pha hành động võ thuật vào nữa. Trong Tít Thỏ Lò, võ thuật không cổ suý cho việc ẩu đả hay là đánh nhau. Khi mà xem Tít Thỏ Lò thì các bạn có thể thấy được là chúng tôi sử dụng võ và cái việc ví dụ như là tự vệ trước những nạn tấn công tình dục hay là ấu dâm. Đấy là những cái mà Minh Tít cho rằng nó rất là tích cực cho cộng đồng. Và Minh Tít cũng hy vọng là khi mà mọi người xem series Tít Thỏ Lò thì không đơn thuần là các bạn xem một cái clip hài, mà các bạn hãy nhìn những cái thông điệp mà Minh Tít cũng như là ekip muốn gửi gắm vào trong đó. Được biết thì ngoài việc tham gia diễn xuất, hiện nay anh còn cho mở một lớp đào tạo về diễn xuất cũng như là võ thuật điện ảnh. Vậy anh có thể chia sẻ thêm về cái mục đích cũng như ý nghĩa của cái lớp học đó không ạ? Cái mục đích đầu tiên thì là để đào tạo ra những diễn viên chất lượng, và những cái bạn đam mê nghệ thuật điện ảnh, các bạn có thể sẽ đến đây và cùng giao lưu với Minh Tít và cùng tham gia với Minh Tít trong các bộ phim, trong các clip. Minh Tít rất mong là không chỉ là các bạn tìm đến lớp của Minh Tít, mà các bạn có thể tìm tới một cái lớp nào đó gần các bạn, tiện nhất để các bạn có thể hoàn thiện được những cái kỹ năng sống của mình. Trong thời gian gần đây, trên mạng cũng đã xuất hiện rất nhiều những clip về giang hồ cũng như là về những hiện tượng mà được giới trẻ rất ưa thích. Vậy tại sao anh vẫn đi theo con đường sản xuất ra những bộ phim mang tính chất giáo dục? Liệu rằng những clip của anh có nhận được sự thu hút, sự quan tâm từ phía người xem không? Minh Tít cho rằng là những cái gì nó là hiện tượng, thì những cái đó nó chỉ là ở trong một cái thời điểm nhất định thôi, không tồn tại được lâu nếu như không có giá trị cốt lõi. Khi mà bạn đầu tư vào một cái sản phẩm phim ảnh hay là một cái video clip nào đó mà các bạn đầu tư nghiêm túc về chất xám, về mặt sản xuất, đó là những cái mà đấy là cái giá trị cốt lõi để nó xem là nó có tồn tại được lâu hay không. Quan điểm của Minh Tít làm ra những cái sản phẩm mang tính giáo dục nó rất là rõ ràng, bởi vì Minh Tít nghĩ rằng là bố mẹ của Minh Tít thời điểm này hay là ông bà rồi tất cả mọi người trong họ hàng, con cháu các thứ nữa, khi mà xem những cái sản phẩm của Minh Tít thì mọi người luôn luôn là tự hào vì đó là một cái sản phẩm sạch, tích cực mà mang tính giáo dục, để cho làm sao tất cả mọi người lứa tuổi, tất cả mọi người đều xem và đều có thể rút ra được cho mình một cái bài học. Khán giả thì vô cùng là chờ đón những sản phẩm
những vai diễn sắp tới của anh Minh Tít. Vậy anh có thể bật mí cho mọi người được biết cái dự định mà sắp tới anh định tham gia được không ạ? Trong thời gian tới thì Minh Tít sẽ vẫn tiếp tục sản xuất thêm clip trong series hài Tít Thổ Lò này. Ngoài ra thì sau thành công của web drama 500 điểm view thì Minh Tít sẽ tiếp tục triển khai thêm một bộ web drama nữa. Thay mặt ekip làm chương trình, em xin cảm ơn anh Quang Minh về buổi trò chuyện thú vị vừa rồi. Xin chúc cho anh ngày càng thành công trong công việc, cuộc sống và luôn luôn có những dự án, những vai diễn ấn tượng để phục vụ khán giả. Minh Tít cũng rất là cảm ơn chương trình Mỗi Tuần Một Chuyện đã tạo cơ hội cho Minh Tít có thể chia sẻ những cái điều mà Minh Tít rất muốn nói với cả khán giả của mình. Và cũng hy vọng là chương trình này sẽ là cái cầu nối để cho anh em nghệ sĩ có thể đến gần với cả khán giả hơn nữa. Chúc chương trình ngày càng phát triển. Đến đây thì thời lượng của chương trình Mỗi Tuần Một Chuyện đã chính thức khép lại. Thay mặt ekip làm chương trình, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.